Vâng, tôi vừa tùy hứng trên một cái cảm xúc giai điệu mà rất là quen thuộc để các bạn hình dung ra âm thanh của cây đàn KY HA20 này. HA20 là một cái modem mới và nó được sản xuất theo tinh thần tiết kiệm. Chính vì vậy nên là nó giá của nó rất là rẻ. Vâng, giá nó rất là rẻ và nó vẫn đảm bảo là một cây đàn có hình thức đẹp, âm thanh hay. Vâng. Đấy, thế nên rằng là tôi nghĩ rằng là với các em mới bắt đầu học đàn thì đây cũng là một sự lựa chọn tốt, không có vấn đề gì cả. Vâng. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Âm thanh rất là đều trên cả 88 phím. Tôi nghĩ rằng mới bắt đầu học đàn, có được cây đàn như này đã là một sự rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.